Thưa quý vị, theo công bố của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay đã có 88.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Việc doanh nghiệp thoái lui dần là hồi chuông báo động về sức khỏe của doanh nghiệp và đặt ra dấu chấm hỏi về tính hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, có 55,2.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. 25,5.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,1%. 7,3.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%. Thưa quý vị, nhìn vào sức khỏe của doanh nghiệp Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, có thể thấy khó khăn không hề giảm mà có phần ngấm sâu và đang bào mòn các doanh nghiệp. Chúng ta đã có hàng loạt các giải pháp tài khóa tiền tệ để giải cứu doanh nghiệp. Phải chăng hiệu quả chưa đồng đều? Có những gói chính sách tài khóa tiền tệ ban hành chưa đủ dứt khoát và mạnh mẽ với những ma trận các điều kiện đi kèm. Vì vậy, việc thẩm thấu vào các doanh nghiệp và nền kinh tế còn chưa thực sự hiệu quả. Trước khó khăn của doanh nghiệp, công ty Manmo luôn tìm hiểu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi để kịp thời làm hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, thực tế là điều kiện đi kèm với chính sách hỗ trợ rườm rà, chặt chẽ, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận với việc hỗ trợ của chính phủ. Trước đây là chính phủ cũng có rất nhiều các gói hỗ trợ, nhưng thực ra cái khả năng có thể tiếp cận được với các gói hỗ trợ đấy của các doanh nghiệp là rất là khó. Đấy, nên là khi mà nhận được thông tin thì vừa thấy vui vừa thấy lo. Vui là bởi vì là mình có thêm một cái cơ hội, có một cái nguồn vốn để mình có thể tiếp cận được. Nhưng mà lo vì lo các vấn đề về mặt thủ tục. Làm sao không biết bản thân doanh nghiệp mình có đáp ứng được yêu cầu hay không, và đáp ứng được rồi thì đăng ký như thế nào, rồi các sự hỗ trợ của nó có thực sự đáp ứng được đúng cái nhu cầu mình cần hay không thì cũng có cái sự lo lắng. Vừa vui vừa lo là tâm lý chung của rất nhiều doanh nghiệp khi được thông tin về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Chính sách cấp bù lãi suất 2% khi triển khai có thể đánh giá là thất bại với hàng loạt điều kiện khó như lên trời đối với doanh nghiệp. Hay như gói hỗ trợ 120.000 tỷ đối với nhà ở xã hội, đến nay vẫn chưa có đồng vốn nào được giải ngân bởi nhiều quy định chồng chéo giữa nhiều bộ ngành liên quan. Chính sách và hưởng lợi chính sách còn lâu, đặc biệt là vốn vay ngân hàng. Các gói ưu đãi là 1-2% nghe rất là nhiều, nhưng mà phải đòi tài sản thế chấp, phải đòi rất nhiều những cái điều kiện. Mà trong cái lúc đó, đối với doanh nghiệp về nông nghiệp, nó sẽ có những cái rất là khó khăn, nên là tôi nghĩ rằng là lần có cơ chế mở, trong nền kinh tế mở, thì nó sẽ hội nhập với các yếu tố. Phía thứ nhất là chúng ta có thể đưa ra chính sách và kèm theo chính sách đó là các cái điều kiện để được hưởng thụ chính sách. Có thể những điều kiện này nó có những các cái ràng buộc có khó khăn. Điển hình như chúng ta đưa một cái điều kiện là những doanh nghiệp đó phải chứng minh được khả năng có thể phục hồi. Thì quả thật đấy là một cái khái niệm hay là một cái quy định mà nó hết sức là chung, rất khó để có thể trở thành một cái tiêu chí cụ thể để doanh nghiệp người ta chứng minh được. Yếu tố thứ hai là có nhiều doanh nghiệp cũng chưa đủ những các cái điều kiện để tiếp cận các gói chính sách này. Ví dụ chẳng hạn như là khi người ta còn đang vướng vào các cái khoản nợ, hoặc người ta không có những các cái tài sản để bảo đảm chứng minh rằng cái khoản vay người ta sẽ được hoàn trả. Hỗ trợ doanh nghiệp cần đo lường mức độ hấp thụ của nền kinh tế, đặc biệt là với chính sách tiền tệ. Mục tiêu trước nhất là hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, chính sách cũng cần được đồng bộ giữa các bộ ban ngành liên quan, cần nhất quán giữa thực thi và hướng dẫn, cũng như có điều kiện linh hoạt để có thể tác động tích cực vào hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Rõ ràng chúng ta rất cần thiết là phải xem đồng bộ hóa giữa việc ban hành chính sách hỗ trợ với những cái điều kiện để mà được hưởng chính sách đó, nó phải thực tế hơn thì nó sẽ nhanh đi vào cuộc sống. Tính từ đầu năm đến nay, chính phủ đã ban hành liên tiếp nhiều văn bản thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều chính sách đã được triển khai gấp rút và là cứu cánh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả của một số gói hỗ trợ chưa thực sự rõ nét. Mặc dù còn cần thời gian để chính sách được thẩm thấu vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp và nền kinh tế, nhưng thời điểm hiện nay, khi khó khăn đang bủa vây trực chờ bóp nghẹt doanh nghiệp, thì cần phải có những hướng dẫn cụ thể, điều kiện thông thoáng để doanh nghiệp không ái ngại, e dè, sớm được tiếp cận các chính sách hỗ trợ để phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế đất nước.